Hello cả nhà. Hôm nay là món mà chân gà nha cả nhà. Chân gà. Có đầy đủ luôn ớt và nấm. Hello cả nhà, chào cả nhà, chào chào toàn thể quà anh chị em thân mến. Thì hôm nay thì em có làm món chân gà hấp hành và nấm. Thì mời toàn thể và anh chị em và bạn bè trong nước và bạn bè ở ngoài nước và cô chú và các anh chị tham gia và theo dõi video và ăn chung của em nghe. Bây giờ thì chân gà em giờ đã làm xong rồi nghe đó nha. Bây giờ thì em sẽ quay toàn cảnh về chân gà cho mấy anh và quý vị xem nhé. Chân gà hấp hành đó. Quá ngon mấy anh chị ơi, quá ngon, hấp dẫn luôn. Ở đây là có thêm nước chấm nha anh chị, đây nước chấm, nước chấm. Đây là món tráng miệng. Hấp dẫn quá mấy anh của chị ơi. Ngon hả? Nguyên vàng mai nha cả nhà, mai giờ em nở quá trời luôn rồi, múc bây giờ quá trời múc luôn, tại đi cái Tết. Bây giờ thì giờ chúng ta quay lại mà phần gà, phần dưới gà. Ui, hấp dẫn quá mấy anh mấy chị ơi, ngon thật. Hấp hành nước nước chấm. Đầy Chào đủ mấy anh mấy chị hương nha. vị. Bữa nay ăn giờ là hấp hành với hai mẹ con em nha mấy anh mấy chị. Qua uống nước trước một chút miếng mới được ăn này nhỏ ơi. Tôi ăn nè, hai cái ly nước này phải để xuống nha. Để thôi, bữa nay là món gì ăn mà đồ gà hấp hành, đồ gà hấp hành á. Bây giờ chỉ là bóc thôi, bây giờ không lấy đũa muỗng chưa hả? Ăn này sao mà đuổi rồi, ăn này ăn bốc đi. Bốc luôn hả? Bây giờ thì em mời cả nhà về ăn món tráng miệng trước nha. Em ăn mặn mặn trước. Cho muối vô. Hai cái nhà chúc cả nhà mình một buổi chiều đầy mà vui vẻ nha. Chanh vô. Nè chấm bên. Giờ làm gì? Có lần lấy giò cả ăn trước đi. Mời anh chị. Ăn với hai một con em giò gà hấp hành. Cũng xong mày nói gian đi mà đừng có lại gần. Nói đi mày giục ta, cả ăn miếng. Ăn luôn nó trời ăn nữa. Thôi đây mày cho nè, cho miếng ăn luôn à. Ăn miếng luôn. Nó đòi ăn quá à. Ăn gì cũng có nó đẹp. Ăn mặn trước hả? Ngon không? Ngọt không? Ngon. Xong nước là thay đi. Rồi đi chỗ khác đi. Chạy không lấy đồ đũa luôn.
ngon hết trơn. Món này cái dạng liền. Ngon mẹ. Em mời cả nhà và mời mấy anh quà với chị quà trên kênh YouTube mà đang xem live ăn chung em với cùng hai mẹ con em ăn chân gà mà hấp hành với mà của cải đỏ với của cải trắng. Cái này có bia mà. Không bia đâu bụng. Mấy nhỏ đúng không? Nấm hả? Ừ. Nấm rồi ăn vô. Đồ gà này mẹ em ăn đũa thôi được. Lúc nào? Nếu mình ăn đũa thì nó chợ. Bữa nay mặc đồ đẹp không ta? Bữa nay mặc đồ đẹp đặng đi lên Quyên nhiều. Bữa nay lên không? Bộ mẹ có Quyên luôn. Ngon quá nha. Cái mồi này là cái mồi uống bia chứ không phải mồi ăn rượu. Cái này bia là ủ tối ha, mình làm một mâm như nè, bắt đầu đãi khách. Tối nay khách nào mà lại nhà em là làm một mâm lại được không nha? Là một mâm như đãi phải làm uống bia chứ không đều. Cái này cũng dễ làm mà nhỏ gà nữa. Giò gà hấp hành thì mình dễ làm chứ đâu có gì đâu khó hay mà chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon mà. Quá ngon cái nhà ơi. Ngon lắm anh với chị ơi. Cái này mặn này là phải nhậu với bia chứ là ăn không thì nó không được ngon. Mấy chị nào mà thấy cái mầm gà của em hai mẹ con hấp hành đó, ngon. Mấy anh với mấy chị có thích thì cho em xin một like chị. Cho em xin một like nha anh mấy chị. Rất cảm ơn anh mấy chị nhiều. Ngồi ra bấm lên nè không vậy? Bấm lên nha. Đúng không chị? Năm mới thì chúc mà mấy anh Hòa mấy chị mình á dồi dào sức khỏe nghe, và tiền vô mà nó thật là nhiều và thành công nha. Đứng nó dòm, nó đứng nó dòm ngon mà nó đứng nó dòm thấy cũng tội. Mời cả nhà ăn thêm chân gà nướng với em cùng hai con em. Ngon, ngon quá nha. Tại vì nhà em ăn ở này á, tại vì có nguyên cây mai ở đằng sau em nè. Một chút nữa thì em sẽ quay mà nguyên cây mai của em cho mang qua mình đi xem nhé. Tại vì ở mai em á là nó ra bông rồi. Thứ nhất bây giờ còn búp á, thì ra cũng rất là nhiều. Chắc từ đây cũng đến Tết thì tưới nước nữa thì từ từ là nó cũng ra nữa, ra bông nữa. Ngày đây mình chấm thêm ớt mặn cái này ha. Có ăn hành nhiều nhiều vô bóc ngon quá, thêm nắng nữa. Chấm luôn. Ngon. Nè. Ngon mặt chưa? Ăn. Ngon mặt chưa? Bữa giờ mát không? Đang ăn ngốn ngốn mà nó đúc. Chị nè thấy cái dĩa này ngon. Bác làm á mấy anh chị. Dạ mấy chị em chấm nhau lại. Nhậu bia. Trong cái bắt đầu đó mình nhậu bia. Với rồi thêm vàng ca cao tây nữa, vàng ca mà nó cho kéo nữa. Đó năm nay em làm một mâm này nè, đó là bả đi cao tây. Ngon quá, béo, chân gà thơm mà lại mà béo. Cái này dễ làm. Cái Tết mình làm nó dễ mâm một. Với mồi khác nó khô rồi đem ra. Có kiểu
dưa kiệu rồi khô rồi không ra. Có mặn dưa kiệu nữa nghe mấy anh chị. Cái Tết nó dọn ra dưa kiệu rồi này cái hả khô. Đúng đi. Có, chấm chấm đi, chấm đi, chấm. Đúng. Chấm à, chấm không phải đúng không nhỉ? Thôi, cảm ơn đi. Mày nhặt luôn. Nè. Nói trái cây dưới nước cái, cái chân này nè, nó cho nó bự vậy nè, nó ngon. Để cái chân bự ngon à. Em ăn chị, chân bự vậy nè, về mình hấp, hấp mới vừa chín tới. Hấp chín quá nó cũng mềm, nó có ngon, nó dài. Mấy ăn gạo? Mấy dài? Mấy cái củ này nè, ăn vô nó thấm ngon hơi sợ. Không chịu ăn. Ăn này thấm ngon hả? Thôi cho miếng nè. Thôi tự chấm ăn. Bỏ xương đi. Ăn mấy củ rau đều vô nó mới ngon. Chạy ngấm. Này nè. Nè, củ cọc, củ gãy đỏ thì ăn vô. Cho ở ăn vô. Ăn ra với nấm đồ ngọt. Ngon. Mình ăn giò gà không nó cũng ngáo lắm anh chị. Rồi mình ăn rau rồi vô có rau nè, hành nè. Đúng với cái đỏ với mà
cái su rồi vô bắt đầu mới ăn, ăn nó mới lỡ ngán. Chứ còn giò gà mình hầm không mình ăn cũng ngán. Rồi mình chỉ nhớ đỡ ngán. Em xin chào cả nhà, chào toàn thể quà anh chị em thân mến. Thì chào chào mình đang ăn. Hai mẹ con em hôm nay có làm về dĩa mà mâm chân gà hấp hành. Thì mấy anh quà với chị có theo dõi, có xem tin của hai con em, thì mấy anh quà với chị nhớ bấm like và chia sẻ và cho em lượt mà bình luận lời mà cái bình luận ở dưới coi xem xét coi hai mẹ con em có làm cái mâm dài ngon không. Và xin được gọi và bóng đây chia sẻ giúp em nghe, và em chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Máy bay cả nhà em ạ, hẹn cả nhà mình một clip mới nghe. Chào mấy anh mấy chị nha.